Chào các bạn, hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn hai công thức chúng ta sử dụng tính nhanh tích phân. Công thức thứ nhất, tích phân cộng từ alpha đến đến beta của 1 chia cho ax cộng b nhân cho cx cộng d dx bằng ln trị tuyệt đối ax cộng b chia cho cx cộng d. Biểu thức nào chúng ta cho nằm trên vẫn được. Ví dụ thầy cho ax cộng b nằm trên thì bây giờ chúng ta sẽ chia tiếp cho nhân chiếu xuống trừ chiếu lên, tức là ad trừ cho cb. Như vậy đây chúng ta điền là ad trừ cb. Chúng ta ghép cộng alpha beta, chúng ta ứng dụng ví dụ 1, chúng ta có thể ứng dụng trong cái tích phân ví dụ như là một số chia cho ax bình cộng cho 3x cộng 1 dx. Với cộng ở đây thì có thể cho cộng từ 0 đến 1 chẳng hạn. Mẫu bậc 2 thì công việc đầu tiên chúng ta xem thử là mẫu đây một nghiệm, hai nghiệm hay là vô nghiệm. Bài đây mẫu có hai nghiệm thì chúng ta sẽ tách thành thành tích. Chúng ta làm một nháp, chúng ta đưa vào. Đầu tiên chúng ta đưa hệ số A ra ngoài. Ví dụ thầy làm nháp ở đây. Không thì làm ngay đây là 2. X trừ nghiệm thứ nhất nhân x trừ nghiệm thứ hai. Ở đây chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm thì chúng ta sẽ thấy rằng là bài này có hai nghiệm là trừ 1 và trừ 1 phần 2. Như vậy là trừ 1 phần 2, trừ 1. Chúng ta x trừ nghiệm nhất, như vậy chúng ta phải đổi dấu. Tiếp theo thay nhân số 2 vào cái biểu thức này. Hai x cộng 1, x cộng 1 để thì tới đây chúng ta sử dụng công thức chúng ta tính nhanh, đây là ln trị tuyệt đối 2x cộng 1 chia cho x cộng 1 nhân chiếu xuống trừ trừ chiếu lên. Như vậy 2 nhân 1 là 1 trừ 1, như vậy là 1 chia 1, chúng ta khỏi ghi, không cần phải ghi. Chúng ta ghép cộng từ từ 0 đến trên 1. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng máy tính để chúng ta tính nhanh tích phân này. Ở đây chúng ta sẽ nhập vào ax cộng 1 chia cho x cộng 1. Biểu thức này đơn giản thì hoàn toàn chúng ta có thể tính, chúng ta thay vào. Nhưng mà một số biểu thức nó phức tạp hơn thì chúng ta có thể sử dụng cách như sau. Chúng ta sẽ nhập vào ax cộng 1, x cộng 1. Chúng ta gọi giá trị ở trên, rồi 1 3 phần 2. Chúng ta có thể gán vào rồi A. Sau đó chúng ta gọi x bằng 1 0, đương nhiên là ra 1. Chúng ta gán vào là B. Thầy lưu ý đối với những cái kết quả nó phức tạp, nó phân số thì chúng ta sẽ làm cách này. Nhưng nếu kết quả nó đơn giản thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tính nhẩm, chúng ta thay vào được. Sau đó kết quả chúng ta chính là LNA trừ cho LNB thì chính là A chia B, là được 3 phần 2. Như vậy đây, kết quả của chúng ta là 3 phần 2. Chúng ta qua ví dụ số 2 để chúng ta vận dụng công thức này.
cũng là tích phân từ từ 0 đến 1, nhưng mà trên tử chung cái tay có là 4x cộng 1 chẳng hạn. Chúng ta chia cho là 2x bình cộng 3x cộng 1. Thì công việc đầu tiên chúng ta thấy là bậc tử nó đã bé hơn bậc mẫu. Thì chúng ta phân tích bình thường có hai kiểu. Các bạn có thể là xem lại video số 1. Tức là gì? Tức là chúng ta đưa về dạng là A chia cộng B, B chia. Sau đó chúng ta đi tìm hệ số AB. Hai là chúng ta sẽ sử dụng công thức này kết hợp thể tích như sau. Còn từ từ 0 đến 1 chúng ta tách tử nó là bằng đạo hàm mẫu và sau đó cộng cho một số. Thì đây chúng ta tách tử thành đạo hàm mẫu, tức là 4x cộng 3 cộng cho một số. Như vậy ở đây thầy tách tử thành là 4x cộng 3 và sau đó thầy trừ bớt bớt 2. 2x bình cộng 3x cộng 1. Bây giờ thầy tách thành hai cái tích phân. Bốn x cộng ba chia cho 2x bình cộng 3x cộng 1 trừ 2 lần tích phân. Ở đây là 1 chia cho 2x bình cộng 3x cộng 1 đấy. Ví dụ thầy đặt đây là y1, đây là y2. Thì thằng này nó chính là y1. Và mình đã cố tình cho tích phân này, tức là tử nó là đạo hàm của mẫu. Thì tích phân thứ nhất chúng ta dễ dàng chúng ta tính được, nó chính là ln tuyệt đối của 2x bình cộng 3x cộng 1. Chúng ta đã cần từ 0 đến 1, đó là trừ 2. Kết quả ở trên chúng ta có là 3 phần 2. Chúng ta giải quyết dễ dàng. Đó là cái công thức thứ nhất thầy muốn giới thiệu tới các em. Bây giờ chúng ta qua công thức thứ hai. Công thức số 2 chúng ta áp dụng cho tích phân từng phần. Và công thức này đặc biệt hữu hiệu trong việc chúng ta làm trắc nghiệm. Chúng ta áp dụng cho các trường hợp sau. Các trường hợp sau là các trường hợp mà chúng ta hay sử dụng và thầy nhận thấy là sử dụng hữu hiệu. Thứ nhất, nó là đa thức nhân cho hàm mũ. Cái thứ hai là đa thức nhân cho lượng giác. Và cái số 3 đó là hàm mũ nhân cho hàm lượng giác. Công thức này chúng ta cũng có thể áp dụng cho những cái tích phân từng phần khác, nhưng mà thầy thấy hữu hiệu nhất là chúng ta áp dụng cho ba trường hợp này. Chúng ta bắt đầu. Thì trong cái tích phân từng phần chúng ta có thứ tự ưu tiên đặt ưu.
đó chính là nhất lô gì đây, tam lượng và tứ mũ. Thầy lấy một ví dụ, ví dụ số 1. X cộng 1 nhân cho y mũ x để thầy lấy còn là từ 0 đến 1 chẳng hạn. Bài này là bài khá đơn giản thì chúng ta có thể là từng phần bình thường. Ở đây là thứ tự ưu tiên đặt ô. Nếu chúng ta thấy hàm logarit thì chúng ta ưu tiên đặt ô là hàm loga và defer là phần còn lại. Nếu chúng ta không thấy loga mà chúng ta thấy đa thức thì chúng ta sẽ đặt ô là đa thức, còn defer là phần còn lại. Ví dụ này chúng ta hoàn toàn có thể là từng phần một cách dễ dàng. Xíu nữa thầy sẽ tăng lên, tức là ở đây là ví dụ như là x bình cộng cho 2x cộng 5 chẳng hạn, nhân cho sin x để chúng ta sẽ làm hai ví dụ này. Cái phương pháp làm như sau, rõ ràng chúng ta thấy chúng ta sẽ đặt u là x cộng 1 và dv nó chính là y mũ x dx. Bài này chúng ta đặt u là x bình cộng 2x cộng 5 và dv nó chính là sin x dx. Thì ở câu A này chúng ta phân ra thành hai cột. Cột thứ nhất đó chính là cột đạo hàm, tức là u, và cột thứ hai nó chính là nguyên hàm. Ở đây cột đạo hàm chúng ta hình dung nó chính là cái việc mà chúng ta đặt u. Ở câu A u nó chính là x cộng 1 và nguyên hàm, chúng ta sẽ lấy nguyên hàm của y mũ x. Chúng ta sẽ đạo hàm cái đa thức này đến khi nào xuất hiện số 0 thì chúng ta sẽ dừng. X cộng 1 chúng ta đạo hàm cùng số 1, chúng ta đạo hàm tiếp tới số 0 chúng ta ngừng. Như vậy nguyên hàm chúng ta cũng sẽ lấy hai bước. Thứ nhất nguyên hàm của y mũ x nó chính là y mũ x, nguyên hàm của y mũ x tiếp nó chính là y mũ x. Chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ nhân chéo còn dấu chúng ta sẽ tuân theo các quy luật là đầu tiên là cộng, sau đó đổi dấu là trừ. Thầy đặt ở câu A đây chính là y4 chẳng hạn, rồi bên đây là y5, thì khi đó y4 của chúng ta có thể nói ngay đó chính là x cộng 1 nhân cho y mũ x trừ y mũ x. Chúng ta đáp còn là từ 0 đến 1. Sau đó chúng ta thay vào, chúng ta tính thông thường. Qua câu B, chúng ta biết rằng đa thức nhân cho lượng giác hoặc là đa thức nhân số mũ, nếu đa thức bậc n thì chúng ta phải từng phần n lần. Nhưng khi chúng ta áp dụng công thức này thì công việc đó nó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Câu B, đạo hàm, bên đây là nguyên hàm. X bình cộng 2x cộng 5, bên kia là sin x. Chúng ta đạo hàm bước thứ nhất sẽ được là 2x cộng 2. Chúng ta đạo hàm tiếp được số 2, đạo hàm tiếp hết. Thì nguyên hàm như vậy, nguyên hàm của sin x nó chính là trừ cos x. Nguyên hàm của trừ cos x nó chính là trừ sin x. Và nguyên hàm của trừ sin nó chính là cos x. Chúng ta nhân chéo xuống.
Về dấu thì chúng ta sẽ đan xen dấu, đầu tiên là cộng, sau đó là trừ, và tiếp theo là cộng. Thì câu Y5 chúng ta sẽ được kết quả như sau. Y5 đầu tiên nó là x bình cộng 2x cộng cộng 5 nhân cho trừ khối x, như vậy thì đặt dấu trừ ở trước, nhân cho khối x. Tiếp theo là trừ 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 thành cộng 2x cộng 2 nhân cho sin x. Tiếp theo cộng 2 lần khối x, chúng ta ráp cộng vào là cộng từ từ 0 đến 1. Ví dụ bây giờ thầy đổi lại cộng khác, ví dụ như là cộng từ 0 đến b chia 6 chẳng hạn. Bây giờ chúng ta sẽ dùng máy tính, chúng ta đối chiếu kết quả xem thử là việc chúng ta tính từng phần như thế này với kết quả thì nó có chính xác hay không. Đầu tiên thầy đối chiếu câu Y4. Thầy nhập vào x cộng 1 nhân cho y của x. Trừ y mũi chúng ta gọi số 1 vào, chúng ta có thể là gán vào a, chúng ta gọi số 0 vào bằng 0, chúng ta gán vào b, như vậy ở đây chúng ta thấy ngay là 0. Nếu mà bình thường ra số nó 6 thì chúng ta sẽ thực hiện bước gán vào b, thì khi đó cái kết quả của chúng ta đó chính là a trừ đi b. Chúng ta có thể là gán tiếp nó vào c, bây giờ chúng ta kiểm tra tích phân x cộng 1 nhân cho y mũ x. Với cộng của chúng ta là từ từ 0 đến 1. Chúng ta trừ đi trừ đi c. Bằng 0. Như vậy quá trình chúng ta làm hoàn toàn là chính xác. Chúng ta đã ra được một cái số chính xác. Thì tương tự ở câu Y5, bây giờ thầy cũng sẽ kiểm tra. Trừ x bình cộng 2x cộng 5 nhân cho cos x. Ở đây chúng ta sử dụng pi thì nhớ chúng ta sẽ chuyển qua là radian cộng 2x cộng 2 nhân cho sin x. Cộng 2 cos x. Đầu tiên chúng ta nhập vào pi chia 6. Chúng ta ghé nó vào b. Ra. Chúng ta gọi tiếp số 0 trừ 3. Chúng ta đưa nó vào b. Kết quả của chúng ta nó chính là a trừ b là bằng 0,788. Bây giờ thầy sẽ bấm tích phân ban đầu x bình cộng cho 2x cộng 5 nhân cho sin x. Với cộng từ 0 đến pi chia 6.
chúng ta phải đem trừ cho cái kết quả khi nãy. Hoàn toàn chính xác. Thì công thức này nó đặc biệt hiệu quả cho việc chúng ta làm trắc nghiệm đương như tự luận thì không có được chấp nhận, nhưng mà trắc nghiệm thì hoàn toàn chúng ta có thể xử lý. Chúng ta xử lý những bài tính nguyên hàm theo kiểu này đôi khi nó sẽ nhanh hơn là chúng ta việc sử dụng máy tính đơn thuần. Thì ở video sau thầy sẽ có thêm nhiều ví dụ hơn nữa cho cái công thức số 2 này. Còn một phần thầy sẽ để dành ở video số 2. Chào tất cả các bạn.